em nhìn hình đại diện của ảnh ở Facebook á thì em có cảm tình không? Không. Không, không có luôn á hả? Ừ, lúc đầu em nghĩ là ảnh chắc nhiều khi không có thích con gái. Tại vì cái gu của ảnh hồi đó nó lạ. Hôm đó thì ảnh nói em là thôi em chọn đi. Thì em cũng ngại túi tiền của ảnh, tại vì em nghe ảnh giống như là chỉ có một mình chắc cũng khó khăn. Thì em chọn một cái tiệm sushi mà ở bên đó nói chung là không quá đắt. Đi ăn chỗ đó vô ăn cái ảnh kêu nó là giống như nó một tờ giấy chị ghi bao nhiêu con số trong đó chị order. Cái nào ảnh cũng đặt số một hết từ đầu cho tới cuối. Đem ra nguyên một bàn ăn không hết. Đứa đầu tiên là lúc đó em vẫn còn đang năm 2 đại học. Có một khoảng thời gian em gửi đứa đầu tiên về cho bà nội chăm. Rồi vậy là bà nội phải hy sinh xa dạ, chồng bay qua để mà nuôi cháu nội. Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Chị hiểu tâm lý đó đúng không chị? Trời cái tâm lý. Trời sao hai đứa giống như mới cưới gì hả trời? Mới cưới không hay là cưới lâu rồi? Dạ cưới lâu rồi. Nhìn vậy hả? Nhìn có nét phu thê chị nha. Ờ vừa phu thê mà vừa dạ, lại giống như là vừa mới cưới vậy đó. Dạ. Hai bạn giới thiệu về mình đi. À, em chào chị Vân, em chào anh Tuyên. Ừ. Em chào khán giả của Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Hồng Trang, năm nay 28 tuổi. Em hiện đang là sinh viên dược tại Mỹ. Wow. Ồ, em vẫn còn đang đi học ở bên Mỹ. Dạ. Ủa? Em về đây khi nào? Dạ em mới về 2 ngày. Về đúng qua chương trình này. Dạ. Wow. Ừ. Dạ. Trời ơi. Bạn chồng thì sao? Đừng bạn nói chồng là bên đó luôn nha. Bạn chồng giới thiệu luôn rồi cảm ơn lượt luôn nè. Dạ, xin chào quý đầu tiên, chào chị Hồng Vân, em tên là Nguyễn Đăng Thịnh. À, năm nay em 31 tuổi. Thì hiện tại em là luật sư bên Mỹ. Dạ, là luật sư. Vậy đó hả? Luật sư trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả? Trời ơi, tức là tụi em về được 2 ngày nay rồi. Dạ đúng. Chị mới về đêm qua. Đợt này là mình về được bao lâu? Là về mục đích để quay chương trình thôi ha, là về thăm gia đình bà con dòng họ ở đây luôn em. Lần đây thì em về được khoảng gần 3 tuần. Thì một trong những lý do mà em về là cũng quay chương trình. Và cái lý do thứ hai là em có mở một công ty ở bên Việt Nam. Là công ty luật hả cưng? Dạ, công ty này thì là công ty có luật sư với lại CPA. Là mình sẽ dành cho những doanh nghiệp ở Việt Nam muốn có cơ hội phát triển ở bên Mỹ. Thì tụi em sẽ giúp họ và cũng như là cho mọi người có cơ hội đầu tư. Tuyệt vời, thay mặt chương trình Vợ Chồng Son cũng như tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son gửi lời cảm ơn hai vợ chồng đã từ bên Mỹ lặn lội bay về đây để mà cùng tham gia chương trình, thật là rất là quý luôn. Cảm ơn hai em rất nhiều. Đâu hai đứa kể cho anh chị với lại quý vị khán giả nghe là tụi em gặp nhau trong trường hợp nào. Em quen ảnh là qua Facebook. Ảnh nhắn tin, lúc đầu thì ảnh rất là lịch sự, nhắn tin kiểu chỉ hỏi về việc học, hỏi cái trường em đang học, nói là ảnh là du học sinh. Ở bên đây có một mình à, thì khó khăn rồi không có người thân, không có ai hết. Thì ảnh muốn biết thông tin về cái trường của em đang học. Thì lúc đầu là chỉ nhắn như vậy thôi. Vẫn khoảng một tuần sau cái ảnh cũng vô hỏi thăm tiếp. Hỏi thăm tiếp thì em trả lời là tại vì em thấy lúc nào cũng xưng bạn hết, không phải như mấy cái kiểu mà vô chỉ muốn làm quen hay gì. Thì em mới trả lời lại là cho thông tin này nọ. Rồi lúc đầu nói chuyện là chỉ giống như là rủ nhau có gì đi học bài hay là gì đó. Lên chiến lược đi. Cái lúc mà em nhìn hình đại diện của ảnh ở Facebook á thì em có cảm tình không? Không. Không, không có luôn á hả? Dạ, không. Lúc đầu em nghĩ là ảnh chắc nhiều khi không có thích con gái. Tại vì cái gu của ảnh hồi đó nó lạ. Ủa là cái sao giao diện cái giao diện hình ảnh là gì, nó hơi lạ tí. Nó sao em? Nó trắng mà nó ốm mà nói chung là giống như là nhìn yếu đuối lắm chị, kiểu công tử mà không có men. Lúc đầu là ảnh nói với em là chắc bữa nào hôm nào mình hẹn ra cái quán nước hay gì đó làm bài. Thì lúc đó em nhận lời, nhưng mà nhận lời theo kiểu chỉ lịch sự thôi. Thì hôm đó là em đang giống như là đóng cửa tiệm, thì cái tự nhiên có một cái anh nào đó ốm ốm mà trắng trắng rồi tóc thì nâu vàng gì đó, xong rồi bước vào hỏi em chứ ở đây da mặt của anh có cần xài kem gì không em? Trong đầu em là sao, là em ăn ở tiệm gì em đang cái tiệm đó lúc giống như em đi làm thêm. Vừa đi học vừa đi làm thêm ở bên đó. Có nghĩa là bạn này đi vô tiệm mỹ phẩm để hỏi là da mặt của anh có cần bổ sung gì không? Hẹn xong rồi tìm tới nơi luôn. Đúng rồi, là một trong những chiến lược của mình là mình phải tạo surprise. Khi mà em bước vô đó bạn không nhận ra em luôn. Đúng rồi, thật sự là bạn không nhận ra em luôn. Em có ngạc nhiên không? Em sao? Xong rồi lúc đó em mới nói là ủa em có hẹn với anh mà em quên rồi hả? Xong rồi bạn đó mới lại sực nhớ ra là có hẹn với em. Tại vì lúc đó là bạn nó tính về đi về luôn, là không có hẹn gì luôn. Đó là nếu như mà em tới đúng giờ hoặc là em tới trễ 5 phút là coi như là em không có ai luôn.
Rồi đến lúc mà bạn xưng danh xưng tánh là ở như vậy đó, thì em cái lúc đó em sao? Lúc đó giống như là em bị đứng hình. Đứng hình 30 giây. Xong cái người thật với cái mà ở trên Facebook mà em tưởng tượng thì có giống nhau không, hay là ở ngoài men hơn? ở ngoài men hơn. Ừ. Rồi sao hôm xong hai đứa đi đâu? Hôm đó thì ảnh nói em là thôi em chọn đi, thì em cũng ngại túi tiền của ảnh, tại vì em nghe ảnh giống như là chỉ có một mình chắc cũng khó khăn. Thì em chọn một cái tiệm sushi mà ở bên đó nói chung là không quá đắt. Đi ăn chỗ đó, vô ăn cái ảnh kêu nó là giống như nó một tờ giấy, chị ghi bao nhiêu con số trong đó chị order. Cái nào ảnh cũng gạch số 1111 hết từ đầu cho tới cuối, đem ra nguyên một bàn ăn không hết. Trời ơi, cái bữa đó có bill trả nhiêu em? Nói chung thì bạn gái vợ em thì chọn nói chung cái tiệm cũng không đắt lắm, cũng không có nhiều, chắc trên dưới cũng 200 mấy. 200 mấy đồng á hả? Dạ, 200 mấy đồng. 200 mấy là tính là mình 5 triệu, 6 triệu rồi đó em. Ghé sushi anh đi cá của em ăn không được 1 triệu bạc. Thấy chưa nè, đó, đó, bởi vậy tao nói ở đâu quê nhà vẫn hơn là vậy đó. May mà em lấy được vợ. Lý do mà vợ em chọn cái tiệm cũng rẻ, thôi là cũng rẻ, là hồi đó mình mới qua, mình đâu biết nhiều tiếng Anh đâu, mình du học sinh mình qua mình không biết tiếng Anh, mà vợ em lúc đó là giỏi tiếng Anh. Thì thật sự mà nói lúc mà tụi em mà trao đổi á là em nói tiếng Việt thì vợ em nói tiếng Anh. Lúc mà vợ em hỏi á là gia đình em, ba em làm nghề gì, thì hồi đó mình biết có vài chữ à, mình chỉ biết là worker, farmer. Mình biết có 2 chữ à. Mình nghĩ không lẽ giờ ba mình làm farmer thì không, hình như là cũng không có đúng cho lắm. Thôi chắc ba mình làm worker đi, worker là chính là công nhân. Giống như là vợ em là tưởng em là sinh viên nghèo vừa khó khó khăn rồi xong mới chọn cái tiệm đó. Thì cũng vui, tại vì hồi đó mình tiếng Anh thật sự tiếng Anh mình không biết nhiều. Một người phụ nữ mà biết nghĩ cho một người bạn chưa gì hết vậy là quá tốt rồi. Nói chung là lúc đó tại vì ảnh cũng chia sẻ khá là tội nghiệp, ảnh cứ nói là ba ảnh là công nhân, mẹ anh thì nội trợ thôi, nhưng mà ước mơ của anh đi học Mỹ, nên là ba lúc đó định là nếu không có tiền chắc là thế chấp luôn nhà để cho con đi. Xong rồi đúng không, làm công nhân á em thì có thế chấp nhà, thời điểm đó cũng không thể nào đủ để đi du học được. Cái vấn đề là như vậy, tại vì em cũng không đành Việt Nam nên là anh nói. Vậy là bé này là sanh ra bên Mỹ em hả? Ở bên đó luôn hả? Em ở bên đó hồi lúc 8 tuổi lúc nhỏ. Biết sao không, hai chồng á mà đứa mà ra dược á, học xong dược nó ra dược ha, rồi bên đây luật sư, ta nói tiền ta nói nè cái sao này nó làm sao là tụi nó y chang vậy luôn á, như sao vậy đó. Thôi nhưng mà chúc mừng hai đứa, đó là xứng vợ xứng chồng ha. Sau đó thì là bao nhiêu lâu chính thức quen nhau? Sau cái bữa sushi 200 đô, đó là chạy ra là gần 6 triệu Việt Nam đồng đó. Là bao nhiêu lâu thì quen chính thức? Chắc cũng khoảng 4 tháng chị. Cái thời mà em quen chính thức á là lúc mà em hỏi vợ em á là ước mơ của vợ em là thích đi đâu. Xong rồi vợ em hồi đó vợ em nói là vợ em thích đi New York, mà để mà đếm cái quả cầu mà nó countdown á chị. Em hứa vợ em là cái ngày mà em hỏi vợ em làm bạn gái á thì em sẽ cho vợ em đi cái quả cầu khao nào đó. Thì em cũng thực hiện đúng lời hứa, là lúc đó tụi em quen với nhau là hồi tháng 8, xong rồi tụi em đi khao đao ở trên thành phố New York á là tháng 12, thì là 4 tháng sau là tụi em đi. Là khoảng 4 tháng. Hôm đó là tỏ lời yêu nhau luôn đó, đúng không? Rồi lý do tại sao em lại chấp nhận cái lời tỏ tình của ảnh? Lúc đó là em mới thấy được cái sự chân thành của ảnh. Tại vì lúc đó em nghe hoàn cảnh của ảnh không phải là khá giả hay cái gì đó, nhưng mà ảnh giống như là ảnh có ít nhưng mà ảnh có thể chấp nhận cho em tất cả. Rồi bây giờ hai đứa là quen nhau được bao lâu thì là làm đám cưới? Nghĩa là gần 1 năm. Chưa được 1 năm. Một đứa là em bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Lúc đó ước mơ của em là muốn học bác sĩ. Thì em nghĩ là em muốn khoảng 10 năm mới thật sự là đám cưới. Nhưng mà sau khi gia đình bố mẹ của ảnh qua gặp ba mẹ em, cái bố ông bà xui thích nhau quá, cái kêu thôi cưới luôn. Coi như là duyên đó. Như vậy là được cũng mới đây đúng không? Từ năm 2014 chị, là cũng khoảng 9 năm rồi. 9 năm rồi. 9 năm rồi chị. Rồi hai em được bao nhiêu bé rồi? Dạ hai bé. Hai bé rồi, là vừa học vừa có bé Bi, rồi cái việc chăm sóc con rồi lo lắng gia đình sao ta? Dạ thật sự thì em có được sự hỗ trợ từ mẹ chồng em rất là nhiều. Đứa đầu tiên là lúc đó em vẫn còn đang năm 2 đại học. Có một khoảng thời gian em gửi đứa đầu tiên về cho bà nội chăm. Rồi vậy là bà nội phải hy sinh xa chồng bay qua để mà nuôi cháu nội đúng không? Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Chị hiểu tâm lý đó đúng không chị? Trời, cái tâm lý đó. Nhiều khi á là giống như thành con bà luôn á, nó theo bà hơn là theo mình đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ mình bắt đầu bước qua chương nhì đó cưng, dở trang sách nè. Chương thứ hai, những điều gì mà em chưa hài lòng lắm nè? Nói chung thì hy vọng là vợ em biết chiều chồng nhiều hơn thôi. Là chưa chiều chồng đúng không? Ví dụ những cái gì mà theo em thì đó mới là chiều. Thì đó lúc là cái chương trình dược á, nó hơi căng thẳng đó, căng thẳng mà em cũng bận quá. Đôi lúc thì vợ em thì cũng thí dụ lúc trước thì lúc nào cũng pha cà phê,
buổi sáng thì cây cà phê, buổi trưa thì đóng gói đồ ăn, buổi chiều thì nấu cơm, pha trà, sáng là cà phê, thì nhiều lúc chiều giờ em bận quá thì cũng nói quên đi. Ừ. Chỉ là đôi lúc thì ba em bận quá thì em cũng hiểu. Ừ. Thì chỉ mong mà là em vẫn về con tim cũng như là về thể chất mình luôn luôn mong mỏi được cái người phụ nữ mình yêu á lo cho mình, đúng không? Chứ thực ra mình lái xe mình ra mua cà phê uống mấy hồi đúng rồi chị. Nhưng mà cái ly cà phê vợ pha chỗ nó đã lắm luôn, đúng không? Đúng rồi chị. Đó, tâm lý của bất kỳ người đàn ông nào, đúng không? Thì em vậy thôi. Dạ. Còn em thì sao? Em ước ao gì em nói luôn đi, em chưa hài lòng gì em nói luôn đi. Em ngại quá, tại vì em có một bụng mà nó như một thớ. Đây là cơ hội để em bộc phát hết, em nói hết đi em. Thật sự mà nói là ảnh chỉ có hai cái điểm mà em thấy là em muốn ảnh khắc phục nhiều nhất. Thứ nhất là gia trưởng, thứ hai là ghen. Ví dụ ghen coi. Ở bên Mỹ cũng khó cái cơ hội ghen lắm ạ. Tại vì nhà ai nấy ở em ơi, thiệt cũng giao lưu hàng xóm nữa. Thành ra ghen là ghen làm sao mà nó lãng xẹt lắm chị. Ví dụ như cái người idol đi, tài tử hay là diễn viên hay là ca sĩ gì đi mà nam, cái em kiểu thấy ngưỡng mộ hay thích thấy người đó giỏi hay cái gì đó ha, là anh kiểu anh cũng thấy bình thường thôi, mà anh còn hơn nhẹ nữa mà em làm quá. Ví dụ như em gặp idol thì cái phản ứng của em sao? Ví dụ như em coi phim em thấy idol của em lúc trước thì em cũng giống như em, tại vì em là một người rất là thể hiện chị. Em biểu cảm mọi thứ. Thì lúc trước thì em kiểu như ôi trời ơi, ngầu quá, nhìn ngầu quá, hay là ô người đó khác hay quá hay cái gì đó. Ảnh thì có cầu thái độ liền ảnh, em bớt lại đi, anh thấy bình thường mà em làm quá, anh giỏi hơn vậy mà. Đúng rồi. Bây giờ thì sao? Bây giờ trước đây là vậy, bây giờ sao? Em tém rồi. Anh nghĩ cái đó không phải là ghen đâu, chỉ là kiểu giỡn vậy thôi, đúng không? Dạ. Đó là tổn thương từ ái thôi. Dạ. Đó. Rồi qua cái gia trưởng nè, cái này căng à. Thì chắc phải bỏ hả nha, chồng phải sửa cái gia trưởng đi. Ví dụ giống như là ảnh thích, ảnh hay nói là ồ anh chỉ thích là người vợ của anh là chỉ dành hết thời gian cho anh thôi. Giống như là anh không có muốn mà phải chia sẻ em với ai hết. Em đi với bạn rồi không có anh, rồi anh phải ngồi ở nhà anh chờ hay cái gì đó. Anh chỉ muốn là em dành hết thời gian cho anh. Đó là rồi. Rồi như em không làm thì ảnh như thế nào? Anh giận chị. Giận hả? Giận sẽ cãi nhau hôm đó, hay là anh sẽ kêu là ồ em không có được đi như vậy. Thí dụ như bạn em muốn hẹn em đi ăn sinh nhật hay là đi ăn đại khái đi, thì ảnh sẽ thích em là như ồ hôm nay anh có thể chở em đi tới đó, em gặp bạn em vậy. Thà là hỏi ảnh chở, ảnh sẽ ngồi với em còn hơn là em đi một mình em. Chị là trong cái gia trưởng đó nó có cái sự ghen ở trọng luôn á. Chị nói em nghĩ bạn nói có hai cái chứ mấy. Dạ em mong muốn làm sao ta? Thật sự mà nói là ảnh chỉ lúc thời gian đầu thì em mới cảm thấy vậy thôi, nhưng mà thật sự hiện tại thì em thấy là ảnh đã khắc phục rất là nhiều. Bao nhiêu phần trăm? Dạ em nghĩ chắc cũng 70-80% rồi. Vậy hả? Dạ. Ồ, vậy là hay quá. Không, tại vì hồi đó là mình còn nít. Giờ mình cũng 31 rồi, mình 31 rồi. Mình 31 rồi thì nó cũng suy nghĩ nó cũng hơi khác tí. Mình cũng bắt đầu suy nghĩ, rồi mình bắt đầu đi gặp người này người kia nhiều, bắt đầu đi làm ăn rồi gặp người này người kia, thì cái suy nghĩ của mình cũng thay đổi một tí. Hai đứa cố gắng sao cân đong đo đếm về cảm xúc, cân đong đo đếm về thời gian, cân đong đo đếm về cái cách để mà mình giữ nhau á. Dạ. Cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Dạ rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nè, thành đạt nè, lúc nào cũng nắm tay nhau thật chặt nha, xíu dạ tay nhau thật lâu. Hai em. Dạ. Xin mời chú rể giới thiệu cho mình. Em tên là Thái Tổng Thống á, năm nay em 27 tuổi, em là kỹ sư. Em quê ở đâu? Dạ em ở Hà Tĩnh ạ. Còn em? Dạ em là Tống Thị Thu Lành ạ. Em năm nay 26 tuổi, em làm công an ạ. Em bên công an. Dạ, còn anh chồng bên kỹ sư. Ở trong mối tình này như thế nào ta? Dạ thực ra thì em quen vợ em qua một người bạn. Lúc đó thì em làm ở trong Sài Gòn này, còn vợ em thì đang là sinh viên ngoài Hà Nội á. Đợt đó là vợ em vào Sài Gòn chơi, mới đi với một người bạn nữa. Thế mới lên Facebook mới bảo là đấy, bạn em, bạn hôm nay đi chơi với em chụp hình này thì. Lên Facebook thì vợ em mới vào, bạn với em thứ nhất là chuyện với em. Lúc đó nói chuyện thì cũng thấy vui, cũng thấy sao? Cảm. Bên này chuyện vui. Quen nhau qua Facebook vậy ạ. Hồi đấy là em cũng mới chia tay người yêu, đang buồn mà thế nói chuyện qua Facebook thế vui cũng hài, thế là chuyện qua chuyện lại rồi tự nhiên là kết nhau lúc nào không biết. Sau đó thì cuộc tình này tiến triển như thế nào? Quen qua nói chuyện điện thoại qua Facebook rồi thôi. Thế là một hôm chiều thứ bảy á, em mới rủ mấy đứa bạn đi nhậu, mấy đứa nó bảo ủa vé máy bay đợt này nó rẻ. Thế là em tối về em lên mạng đặt vé máy bay ngày 20 tháng 10. Âm thầm đặt vé máy bay để ra thăm em cho bất ngờ. 20 tháng 10 đi chơi với bạn, thì anh ta bất ngờ ra ôm trên vai một bó hoa to gọi điện cho em bảo là có bạn tới tặng hoa chứ không nói là mình đâu, nhưng em biết tổng rồi. Xong lại bảo anh bạn của anh Thống tặng em bó hoa nhân ngày 20 tháng 10. Đó, em bảo trời ơi anh đừng có xạo em, nhìn là biết rồi. Thế em cởi khẩu trang ra, lúc đấy thấy đen, rồi ăn mang thì style cũng hơi là quê. Hơi quê các thứ đó. Nhưng mà được cái là
có vẻ phóng khoáng, mặt thì hiền lành chất chất đó. Xong rồi sau hôm đó thì em có hơi rung rinh thôi, chứ cũng chưa có cảm nắng, còn anh ta là cảm nắng nặng em rồi. Một em là cảm nắng rồi đúng không? Cảm giác của đó. Của Thống này lúc mà mới gặp vợ lần đầu tiên á, cảm giác của em cái lúc mà về em ở Sài Gòn là mái tóc ngang vai này này, chụp hình là nhìn nữ tính lắm. Nhưng mà lúc em ra là bây giờ chị ta cắt mái tóc đúng cái tóc mình linh ngày xưa ấy. Ui nhìn giống đàn ông mà nhìn khô khô thế nào ấy. Lúc đó là em bất ngờ luôn á. Lúc đó là em đã làm vào các công công ta em đã học ở học viện an ninh ạ, chưa ra trường. Chưa ra trường đúng không? Mà chị hỏi nè, tức là trước đó là em đã từng có người yêu chưa? Có, là chia tay người cũ một năm rồi. À thế là người của con em cũng vậy hả? Em à, có em người yêu cũng có, nhiều lắm, cũng chia tay mấy người rồi mình gặp chút nữa khai ạ. Thế đây hai bạn quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Bọn em quen nhau là vừa em bắt đầu vào năm cuối, thì vào trong này công tác một năm thì bọn em mới cưới. Nhưng mà em có e dè khi mà em thấy vợ mình làm ngành công an không? Dạ lúc đầu thì em yếu á, em giới thiệu cho bạn bè vào người yêu là ở Hà Nội là học ngày nay, mấy đứa bạn nó bảo là ôi thôi mày xong rồi. Sau này mà lúc mà lấy về đó là cắt xếp vào cơ quan em bảo là rồi cháu xong rồi. Nhưng mà ra lại về thì thầy vợ cũng bình thường như những người khác đó. Không có gì phải sợ. Dạ. Hai người lấy nhau thì trong ngày cưới có gì vui không? Ôi nói chung là có anh ạ. Đêm tân hôn đấy. Đêm tân hôn đó. Bây giờ nghĩ lại em thấy hơi hối hận chị ạ. Biết thế mình tập duyệt trước đi cho nó chắc. Là sao? Hồi mà em chứ vợ là em ở với chị gái này, được cháu thì nó thân với cầu lắm. Hôm cưới xong tối lại là bố mẹ vào về ngủ với bố mẹ, không chịu về ở lại ngủ với cô chui vào giữa nó nằm. Xong những ngày sau thì hai vợ chồng cũng bắt đầu, nhưng mà đến đầu 10 ngày thì hoàn thành được cái 10 ngày hoàn thành. Vợ chồng em thì nói trông sáng thì không hẳn, nhưng mà nói chung là về kinh nghiệm chuyện chăn gối cũng ít, thì em thì càng không có kinh nghiệm, mà chồng em thì em nghĩ là cũng có zin. Đi tân hôn là hai vợ chồng cũng hì hục mãi cũng không có xử lý được cái việc đấy, thì kể ra thì đúng là không ai tin. Xong mà anh chồng em thì kiểu con trai á, nóng vội các thứ cũng không có tâm lý. Cái khi nào mà hì hục mà dẫn đến cái chuyện mà cãi vã nhau khi mà lâm trận không? Đến hôm thứ 10 là bực quá, xong rồi mày túi ra đi. Rõ đâu 11 giờ đêm rồi đấy. Em bực quá không được, em phải đứng dậy em mở cửa anh xách đồ ra đi. Rồi em đi được đâu à, chục bữa cái thằng trong phòng thì khóc hú hú thôi em quay lại. Lúc rồi chả làm gì mình ôm vừa ra ngồi về ngủ thôi. Em nhưng mà lúc em sợ cái gì mà em căng thẳng như vậy? Chắc là do tâm lý em, từ trước tới giờ thì bố mẹ cũng giáo dục các thứ ấy. Tức là em với cái người yêu trước là coi như hoàn toàn như hai người bạn. Vâng, chưa có bao giờ mà quá giới hạn hết á. Đến lúc chồng em cũng thế, bây giờ mà mình làm chuyện đấy trước lỡ sau này con cái ảnh hưởng đến các thứ, mình sinh con không được như ý muốn. Thế là thôi em cũng không đòi hỏi gì hết, đến tận ngày cưới luôn. Đó thì sự cố như thế. 2 năm đó đúng không? Vâng, 2 năm, nhưng mà thực ra là 1 năm bọn em yêu xa rồi. Thì chỉ có 1 năm là gần nhau ở trong này thôi. Nghĩ lại thì cái sự hì hục đó là rất là hạnh phúc. Một kỷ niệm đáng nhớ. Rồi bây giờ về ở với nhau trong 8 tháng. Dạ. Chồng em có tật xấu gì không? Cũng khá là nhiều anh ạ. Thứ nhất là hiền nhưng mà cục lắm. Có một hôm em đi chơi anh mệt, thế là anh ấy là như ở bên nhà mẹ anh ấy. Xong rồi gọi điện cho em bảo thôi về sang nhà mẹ ăn cơm. Em bảo mệt quá không đi được. Anh ấy chạy xe về, xong rồi thấy em đang nằm mà ném mũ bảo hiểm rồi la: em sống như này đấy hả? Ý là không có sang nhà chồng luôn á. Em bảo bây giờ em mệt chứ đâu, chỉ có ăn uống chứ đâu có việc gì gấp gáp mà anh phải bắt buộc phải sang. Thế là ném mũ rồi ném ghế rồi gọi điện hết cho người thân. Vợ chồng không sống được với nhau nữa. Mấy hôm giận nhau em cũng bình thường, vẫn nấu cơm ngon canh ngọt đấy. Xong rồi em nguôi, em bảo thôi mình chịu nhịn đi. Thôi em hỏi, thế bảo sao anh kỳ vậy, tự nhiên lại làm cái hành động vô duyên vậy. Anh tức vì em không sang mẹ một phần, nhưng tức vì em đi về mà em không chào anh. Chỉ thế thôi. Thế mẹ chồng em bảo thôi lần sau con ạ, con cứ thấy nó đi đâu về con khoanh tay con chào nó cho mẹ. À, còn gì nữa không? Còn một cái tật nữa là ăn vặt nhiều hơn cả vợ. Tức là vợ mua đồ ăn vặt về hả, là chồng dành gần như là gần hết ạ. Hà về nhà anh hay nhà mẹ cũng lao vào tủ lạnh đầu tiên, ăn quá trời luôn. Dạ vợ em để em hay ăn vặt nên là mỗi lần mà chị ta ăn vặt ấy, là toàn mua xoài với cọc, hai món đó là em không ăn được, đúa quá mà. Thế là cứ mỗi lần ăn vặt là vợ mua lúc kỹ xoài thì cọc về ngồi ăn với vậy. Còn vợ có cái gì vậy? Vợ em thì cũng khá nhiều. Ví dụ? Bây giờ mà nhớ thì con này kể chắc phải 2 ngày là hết được. Trời ơi! Thôi em kể những cái chính thôi. Vợ em thì hơi luồn thuồng thì nhiều khi quần áo về nhà là vứt lung tung. Trời, em đi 2 ngày về là em phải dọn. Có hôm em đi công tác 2 ngày về mà chén bát mốc meo, nồi cơm 2 ngày không có chùi. Cháu hỏi sao vậy? Em ở nhà mình em lười ăn nên không xuống bếp. Thế là 2 ngày về em lục em làm hết. Rồi làm hết. Với lại lúc mà vợ chồng đi đâu á, chở vợ ngồi sáu xe là coi như hôm đó có chuyện này. Ôi sao vậy?
lè nhè từ bắt đầu lên xe đến khi xuống xe. Có hôm lè nhè lúc béo em một cái mà em điều khiển xe vẫn té xe luôn. Lè nhè cái gì lắm cái gì không vợ. Không phải là lè nhè, chồng nói sai rồi. Tức là hai vợ chồng hay nói chuyện thảo luận lúc đi xe, ví dụ mà liên quan đến chuyện người cũ các thứ thì em cũng trêu thôi, trêu cho như tức. Xong rồi có một hôm suýt ngã xe là vì cũng hai vợ chồng trêu nhau trên xe đó. Em cũng hay nhéo vào, em nhéo với cả em cũng trời ơi nhéo không phải nhéo bình thường mà nhéo sẵn này này gì. Vâng trời ơi ngồi đang đi xe mà sẵn thế này thì sao chịu nổi. Đừng nhéo sẵn vô đó chắc tôi buông ta lái luôn. Rồi cái gì nữa em? Suốt ngày cứ kêu tiền không á. Bà nào giờ... kêu tiền mấy bà vợ không, bà nào biết rồi nhưng mà bây giờ làm về vợ chồng mới về mà ngày nào cũng về là nào là tham tiền không có rồi vợ chồng nhà này thế này thế kia vợ chồng mình thế này em mới bảo tiền thì từ từ rồi sẽ có nhưng mà tính vợ là thế mình chịu rất biết sao được. Đây có cái tính là ăn xong cơm là thường hai vợ chồng ăn cơm ăn xong là vợ em ăn ít ăn xong được là ăn xong thế là thả hết đó ra ôm máy tính là bắt đầu ngồi lên Facebook là chat với tái tức quá em bảo dọn dẹp xong rồi làm gì tham mà hôm nào cũng thể ăn xong vứt hết đó em hết. Em phải dọn xuống. Em đình chính không có hôm nào thế đâu nha, chồng vô lý quá. Phần đa là em dọn em nấu nướng hết nhưng mà nhiều hôm kiểu như mình thử xem là chồng quan tâm mình giúp đỡ mình đến đâu á là em cố tình thôi chứ còn mấy chuyện đấy là nhỏ nhưng mà ý là để xem chồng có sẵn sàng giúp đỡ mình không. Em làm cái nghề của em thì là em có học võ không? Dạ em hồi ở trường có, em học 2 năm. Rồi có về thực hành với ông chồng nhỉ? Chưa, chắc là tương lai có khả năng có. Một câu xong em rồi. Xong em rồi, đó là xong rồi. Đừng đưa mai mốt đưa về, đừng có nói anh Thuận cái như là gợi ý. Dạ. Dạ. Bây giờ nếu có một cái điều mà mong muốn chồng với vợ mình thay đổi thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Em muốn chồng quyết đoán hơn. Còn gì còn nữa? Bớt nói vợ hơn. Thì anh ấy hay nói em trước bạn bè á thì nhiều hay nói thì... xấu vợ phải không? À đúng rồi, hay nói xấu vợ. Xấu vợ, bớt nói xấu vợ đi. Nói tốt nhiều hơn. Còn Thống? Em thì muốn về em hiền lại tí đi, lúc mỗi lúc mà vợ chồng muốn đi chơi đâu thì ngồi sau xe rồi kể những chuyện nó vui vẻ tí, đừng có lôi hết chuyện này chuyện kia để làm hai vợ chồng xích mích nó không hay. Tụi em chưa có con phải không? Dạ, dạ chưa. Cho nên vẫn còn son lắm. Thì trong thời gian mà tranh thủ lúc chưa có con á thì sửa chữa một số những cái mà đối phương yêu cầu đi. Chị thấy cũng đơn giản mà đúng không? Dạ vâng. Thực ra là bây giờ hai bên đang thăm dò cái sự quan tâm để ý đến nhau như thế nào thôi. Chứ còn với lành á là theo như chị cảm nhận thôi, từ công việc cho tới cái cuộc sống em đã có những cái sắp xếp mà không phải là giống như em làm theo bản năng đâu. Em làm em cũng suy nghĩ là nên hay không nên đó. Cho nên còn việc bạn này á, thì không phải là bạn ấy không quyết đoán mà bạn ấy cẩn thận. Trước khi bạn làm một cái điều gì đó, bạn suy nghĩ trước sau làm cái đó thì sẽ như thế nào, không làm thì nó sẽ như thế nào, và nếu làm hay không làm thì cái làm hay hơn hay là cái không làm hay hơn, đúng không? Đó thì bây giờ trong thời gian này tranh thủ các bạn tự hoàn thiện bản thân mình đi để cái gia đình sau này của mình nó tốt hơn. Để mà tốt hơn nữa đó là phải tranh thủ năm nay năm Ất Mùi phải có một cái em bé. Xin cảm ơn em. Anh nghĩ rằng là chắc ở nhà anh chiều em lắm đúng không em? Dạ. Đúng không? Nói lớn lên. Dạ đúng rồi. Rồi. Dạ, em xin rồi chào. Bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Văn Biên, em đến ở từ Hưng Yên mà em sinh sống lớn lên là tại Đồng Nai. Vâng. Tức là quê ở Hưng Yên đúng không? Dạ. Mà em đang sống ở Đồng Nai. Dạ. Em làm gì? Dạ em làm nghề kinh doanh tự do ạ. Dạ. Em là Viên hay là Yên? Biên. 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 Có đúng vâng. không? Dạ, có không, đúng không? Cũng có chia hồi hộp nhưng mà dạ, hồi không, sao, và... không sao cả nha. Rồi giờ mời em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Âu Thị Thương, hiện tại em sinh em quê ở Bắc Ninh nhưng mà em sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. À vậy hả, quê gốc là Bắc Ninh. Thì bố mẹ còn ngoài không? Dạ không ạ, mẹ em ở trong này luôn ạ. Ồ. Dạ. Tức là em ở khu chỗ nào ta? Đồng Hương. Bắc Đồng Ninh. Hương. Bắc Ninh là ở dạ, Cao Đức. Cao Đức, Gia Lương. Ừ. Nhưng mà chị là ở đâu chị Dân? Chị ở Đáp Cầu. Đáp Cầu hả? Nói chung nói em cũng không biết đâu. Chị còn không biết đây nữa, sao em biết được. Mình nghe địa danh vậy thôi. Đáp Cầu hả chị? Đáp Cầu. Ở sông Cầu, ở cái chỗ gì đó. Dạ, chắc là người này đẻ ở Đồng Nai là mất gốc rồi. Không, chị cũng không, chị còn không nhớ mà. Xã Châu Khê, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Nói em biết không? Dạ không. Tôi đừng biết. Thị trấn Núi Sập, huyện Nam Sơn, tỉnh An Giang. Đó, Núi Sập, Núi Sập gần hơn nữa đó. Rồi. Chắc lẽ là hai em là sinh ra và lớn lên là ở tại quê rồi mới vào Đồng Nai là lúc đó lớn rồi phải không? Bạn này là sinh Đồng Nai nè. Bởi vì cái gì bạn này là em thì chắc khoảng mười mấy tuổi em mới vào Đồng Nai. Rồi bây giờ nè, thôi kể cho anh nghe đi. Cái cơ duyên mà vì sao các em lại gặp nhau? Dạ thì thời gian đó là em với cả vợ em là làm chung một cái quán cà phê, có nghĩa là em làm trước rồi, em nghỉ ở cái quán cà phê gọi là quán cà phê sinh viên làm thêm thôi.
thì em nghỉ rồi, xong rồi sau này em tình cờ em đến chơi với một người bạn, người ta rủ em quay lại khu đó chơi. Thì em tới em gặp người này thì có gọi là ấn tượng, người ta bảo là anh đến từ đâu, người ta có hỏi em ấy. Thì em bảo là anh người bạn. Người ta là ai? Cô ấy ấy. Bây giờ chị chỉ cần hỏi em là em gặp vợ em phát là em có choáng liền không? Không ạ, em không có ấn tượng gì từ lúc bắt đầu. Không ấn tượng luôn, thế mà lúc vợ em hỏi thăm em là em cũng chưa có ấn tượng luôn. Dạ vâng. Vậy hả? Rồi để hỏi bạn này, bạn có ấn tượng gì mà bạn lại bắt chuyện trước? Em thì lúc đấy em cũng gần như là mình đi làm hành chánh ấy, làm công ty làm hành chánh, buổi tối chỉ làm thêm một quán cà phê đấy thôi. Thì làm từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm. Thì lúc đó chồng em đi lên trên sân thượng thì cũng chỉ là bạn bè thôi, cũng không có biết gì đâu. Thế là anh lên thì khi mà anh mặc cái áo dài lắm, dài mà kiểu như là phủ cái quần luôn, nhưng mà anh mặc quần jean. Em ấn tượng anh nói anh quê ở Hưng Yên. Thì tại vì mình người Bắc thì mình rất là thích nói chuyện với những người cùng quê với mình. Thế thì anh nói là anh tên họ, nói tôi quê quán luôn. Thì lúc đó thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều đâu. Thế xong rồi cũng nói là gần đến ngày sinh nhật của em, đó là sinh nhật cho 18 tuổi. Thì ngày đó là ngày 20 tháng 7. Thì 28 tháng 7 là sinh nhật em. Thì em cũng ngỏ lời là xin số điện thoại. Xong rồi bắt đầu ngỏ lời. Thì ngày đó ngày sinh nhật em thì em cũng mời anh đến dự buổi tiệc sinh nhật của em thôi. Tại quán cà phê luôn. Thế ngày đó thì anh cũng đến. Anh tặng em con gấu bự lắm. Wow. Thế cũng không ấn tượng gì lúc đó là. Chưa ấn tượng luôn. Chưa ấn tượng. Nhưng mà trong cái lúc sinh nhật thì anh có hai người có song ca bài. Đó là bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Là chắc có lẽ là từ cái lúc mà hát là bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt này nọ đồ đó là thích nhau đúng không? Chúng mình dạ. Thời gian chưa chưa luôn. Dạ. Thời gian sao tự nhiên sao lên hát rồi Thương Nhau Lý Tơ Hồng với người ta? Có lẽ là có nghĩa là hôm ấy em buồn, tâm trạng em nó cảm thấy nó buồn thì em thích hát bài đó thôi chứ còn. Ủa tại sao buồn? Tại vì cơ duyên của em là nó người nó kiểu là khi em buồn là em cứ khoái đi hát bài những cái bài gọi là bài buồn mà cả hay là đi dạo một mình những khu công nghiệp chẳng hạn á. Em hay đi dưới hàng cây một mình, một dù một mình em đi ạ. Trời lãng mạn quá. Nhưng mà lúc đó là buồn là do chắc là chia tay người yêu hay gì? Cũng có thể là lúc cái thời gian đó này em cũng quen một vài số bạn rồi nhưng mà em nói chung là mà có một hôm mà lúc chưa em chưa quen bạn này ấy, thì hôm em vào một ngày trăng tròn thì có bạn ấy có bảo nó nói là chia tay với em, thế là em cảm thấy em buồn vào những ngày đó là. Ngày đó là buồn là bởi vì là không đến với cô này được là vậy. Đến cô bạn kia, thế là hát Lý Tơ Hồng với cô này. đó Lý Tơ Hồng xong xuôi rồi. Thế thì cái ngày đầu tiên mà tức là cái ngày mà các bạn đầu tiên mà hẹn hò với nhau riêng là bao lâu sau cái hôm Lý Tơ Hồng đó? Dạ chắc khoảng 3 tháng đó. Chắc tầm 3 tháng á, 3 tháng là thì cũng có duyên là người bạn cũng bảo là hôm nay thì anh làm ké cho em mà em có đi chơi đâu thì đi. Thì lúc em cũng không có quen ai vì đôi lúc đó thì mình cũng mất niềm tin về đàn ông quá cho nên mình cũng không có muốn quen một ai nữa. Thì em cũng bảo thôi nhắn tin đại cho anh này thì có đi chơi không. Thế thì nhắn tin cho anh đi lên anh bảo không biết đi đâu thì em bảo thôi đi mua sắm. Thế đi lên Cốc Mắc Biên Hòa. Thì đến cái đoạn mà anh bảo em anh kể lại là anh mặc chiếc áo màu cam đi xe bình thường thôi nhưng mà anh dẫn về tới phòng anh luôn. Rồi tới phòng thì em thì không thích ai chở hết, em chở anh luôn. Anh chở em mà khi đi lên cái Cốc Mắc đó thì mua sắm thì cũng không có mang theo tiền nhiều. Anh ấy thì anh cũng muốn mua đồ nhưng mà thật ra là tiền thì kiểu như tài khoản không rút được, thế là cũng đi rồi khều khều, cái tay cứ khều khều muốn nắm nhưng mà không có nắm. Đó, khi mà về thì cũng kiểu như mình đưa tiền cho xài á. Em bảo là anh có cầm tiền xài đi, em ấy rút tiền này. Nhưng mà anh không có xài. Thế em cũng ấn tượng. Đến khi kể về gia đình, em cũng kể về hoàn cảnh. Thì em nói là nhà em cũng chỉ có một mẹ một con. Thì kể về hoàn cảnh thì anh cũng đồng cảm thấy. Anh về anh kể lại cho mẹ là mẹ bị bệnh, là mẹ em bị bệnh đau lưng ấy. Thế thì anh lại về kể cho mẹ. Mẹ này bảo thì dẫn sang nhà xem như thế nào. Đó. Thế là ngày đầu tiên ra mắt nhà anh á thì mẹ anh dẫn em về, em cũng mặc cái áo sơ mi dài cũng lịch sự lắm, tóc dài nó lịch sự. Khi mà dẫn về nhà thì mẹ đang bán hàng, mẹ đang soạn hàng, mẹ mới bảo là thôi mày để cho bé Thương nó nấu cơm cho mày ăn. Thì chắc lúc đó là mẹ cũng đã ấn tượng rồi. Xong trong vòng mà đâu hơn 3 tháng 4 tháng gì là gia đình anh về nhà em. Là làm là lễ luôn Dạ không, chỉ về chữa bệnh cho mẹ thôi. Tức có nghĩa là các em cũng đã có một cái quá trình đó, là có nghĩa là đã thích nhau rồi, đúng không? Rất là cảm mến nhau rồi. Thôi bây giờ hỏi thẳng vấn đề luôn, đó đến khi nào thì bắt đầu mới trao nhau cái nụ hôn đầu tiên? Kỷ niệm như thế nào về cái nụ hôn đầu tiên đó? Cái nụ hôn đầu tiên thì anh độc hôn trộm em thôi. Hôn trộm? Mà hôn ở đâu? Hôn ở nhà hôn, hay là hôn ở chỗ làm? Hay ở ngoài đường hay bụi rậm bụi cây rồi?
anh á là anh hôn em mà cái lúc mà em đi làm quán cà phê á, kiểu như mình núp ở cây cột, anh chạy xuống anh hôn trộm đó. Còn lần hôn thứ hai thì tại khu công nghiệp anh dẫn đi chơi thì vô tình anh tính hôn em, nhưng mà để có công an đuổi. Công an nó đuổi, thôi đi về đi. Mà hôn tới đâu thì bị công an đuổi? Dạ chưa, lúc cái đang ví dụ như hôn cái chục cái này bung ra chưa, thì đâu chưa thực hiện gì là đang hết. Có ý đồ đấy anh ạ. Chú công an mà vậy. Thời gian đó là an ninh trong công nghiệp nó vẫn còn xảy ra cướp bóc nhiều nữa, trật tự như bây giờ, cho nên công an hay đi dạo mà thôi các em cứ đi về đi. Thế là hai đứa đã đi về. Anh chưa kịp hành động đúng không? Dạ vâng. À, hai đứa yêu nhau được bao lâu? Dạ chắc được một năm ấy chị. Một năm thì mới làm đám cưới hả? Dạ. Ồ, rồi có sự cố gì trong thời gian yêu nhau không? Dạ có, nhiều vấn đề xảy ra lắm ạ. Thì thời gian xảy lúc mà chuẩn bị đám cưới ấy, là người này lúc ấy là đi qua đường nó bị cái xe nó tông ấy. Cái xe máy nó tông nó bỏ chạy, cũng là bắt cũng giữ được người ta lại rồi, nhưng mà bà chị kia bà no cho người này quá, thế là ông kia ông trốn thì lúc nào cũng không biết. Trong, nói chung là cách thời gian của em á, là đám cưới là đâu 20 ngày ấy. Là bị tông tông đó, em bị tông, em bị tông thì sưng giống như quả ổi ở trên đầu. Nhưng mà không to, bị sao. Cái buồn to, em sợ lúc em sợ mình khóc luôn. Nhưng mà có đi vô bệnh viện khám liền luôn không? Có. Dạ có. Dạ. Cái lúc đó là em đã đám hỏi rồi đó, em đám hỏi rồi. Nhưng mà đến cái ngày cưới thì cái cục nó có xẹp không? Dạ xẹp, xẹp hết luôn. Thì đã đi khám là không may không có chuyện không gì bị sao. Dạ. Khi mà bắt đầu chuẩn bị đến ngày cưới, nói chung là xảy ra rất là nhiều chuyện. Chuyện gì nữa em? Khi mà 20 ngày đó thì cách em phải một tuần, hơn một tuần á, thì mẹ chồng bị tai nạn, đó là gãy ngay ống đồng luôn. Gãy chân, gãy đôi chân. Làm sao mà lại gãy ngay ống đồng? Dạ, thời gian đó là mẹ có chở hàng đi qua cái đường tàu ấy. Tai nạn chắc yếu đâm ở cột mốc ở bên đường tàu. Trời ơi, lớn tuổi mà gãy ngay cái này là em đau lắm. Cái này gọi là ống đồng. Ống đồng đấy, ống đồng. Gọi là ống đồng. Cái thời gian đó thì hên làm sao mẹ này đã đặt được tiệc hết rồi, viết thiệp hết rồi, lại chỉ có cách có 13 ngày thôi. Thật sự em cũng rất là hững hờ. Đôi lúc em nghĩ ở trên bệnh viện á, em cũng không có nói ra. Em nghĩ là nếu mà chưa đặt tiệc thì chắc em sẽ hủy cưới, em sẽ không cưới nữa. Tại vì thấy nó nhiều chuyện quá đúng không? Dạ. Rồi còn chuyện gì nữa không bé? Trong cái thời gian đó thì không sao đâu em dạ. Cứ để cảm xúc đó. Đúng rồi, cứ để xả ra đi cưng. Đừng có em lại. Trong cái thời gian đó khách em em đám cưới đó là 2 ngày. Ngày thứ 7 và ngày chủ nhật thì em bị bệnh. Trời. Bị nên cái quai bị anh chị. Mặt luôn. Nên cái quai bị nó sưng. Sưng cô dâu mà lại quai bị thế thì là hết sinh rồi. Mà những thời gian đó cô ấy gầy lắm chị. Anh chị thời gian cô ấy gầy rồi. Nhưng mà cho nên là nó bị quai bị vậy nó cũng bù lại, người ta bảo sao cô dâu nhìn mập mạp vậy. À vậy hả? À? Vâng, như vậy là nó sưng đều. Đúng rồi, em đang nên nói. Thật đúng ra rồi. Là hiện nè, anh cứ tưởng đâu nó sưng một bên. Đúng rồi, thì nó kỳ lắm. Tại vì anh biết có nhiều người bị quai bị chị bên. Gian. Còn sưng hai bên là coi như mặt. Nó đều luôn đó. Mặt cũng hậu. Thời gian nó buồn lắm đúng không? Tại vì thứ nhất là em gặp quá nhiều chuyện xảy ra trước ngày cưới. Thì nhưng mà sau đó lại đến vụ mà em sợ ông em lại mất nữa. Ông em mất thì người Bắc người ta kiêng là mà không được cưới. Đúng rồi. Thế là cho nên là em cưới xong rồi thì khoảng 3 tháng sau thì ông mới mất. Thì thế bọn em chốt lại một câu là thôi thì nhân duyên ông trời anh thử thách thì thôi, thì hai vợ chồng cứ nắm tay nhau vậy. Rồi có nghĩa là cái lúc mà sốt quay bị có hành em không? Dạ có. Thời gian là lúc đó là 4 giờ đâu là thứ 6 đúng không? Thứ 6 là em bắt đầu lên Long Thành em khám. Em khám thì nó kêu bị quay bị thì em về em lại suy nghĩ, em đọc lên mạng nó kêu là không có con. Lại thêm buồn nữa. Thế xong thứ 7 thì như đám cưới thì chiều chủ nhật em lên trên Biên Hòa thì em lại bắt đầu là chuẩn bị đi khám bệnh, là người ta chích thuốc ấy, uống thuốc nhiều nữa, cho nên trong thứ 7 này cũng mẹ chồng về nhà mẹ chồng ở thì mẹ mới anh mới bảo là mẹ kêu là lấy nước sông ấy xong hết để, thế là anh lên anh lau người, mẹ bảo cởi hết đồ ra để xong cho con, lau hết người cho con. Rồi xong mình mới bảo thôi rồi, bị khui hàng rồi. Thế là bắt đầu những ngày cưới thì đến cái hôm mà sau ngày chủ nhật thì em lại bắt đầu nhập viện tiếp, đó là bị bao tử. Trời, bao tử uống nhiều thuốc hả? Dạ. Rồi cái thời gian đó thì nó cũng qua. Thật sự này mẹ nói là trời, cái đấm cái đà cái đạp, tự nhiên nó đang bình thường ấy, nhưng nó dùi dập mình không có gì để ngoi lên nữa. Thật sự nó rất là buồn. Và tại sao mình sống rất là tốt, rất là lương thiện, tại sao có thể xảy ra trong ngày hạnh phúc mình như vậy? Cho nên á, em rất là hững hờ, cho nên mọi người rất là an ủi trong cái thời gian đó. Khi mà trải qua hai cái ngày cưới đó rồi, một tuần sau là ông nội chồng mất.
không à, là ông là lúc nãy em nói là sợ là ông đi trước khi cưới phải không? Dạ, dạ. Thì như vậy là một tuần sau ông mất. Dạ. Ồ, như vậy ở trong Nam hoặc là ở Bắc gọi là người ta gọi là gì? Cưới chạy tan. Cưới chạy tan. Rồi xong sao nữa? Còn cái gì? Còn cái gì xui nữa không em? Kể nốt luôn đi. Mẹ ruột em thì nhập viện để mổ. Là trước ngày cưới luôn? Không, một tuần. Sau ngày cưới. Sau cưới. Ừ. Dạ. Thì cũng mẹ em nhập viện xong thì ông nội mất đấy, ông nội chồng mất. Bà ngoại hôm ấy bà nội khỏi rồi thì lại bà ngoại lại nhập viện nữa. Thì hai vợ chồng thay nhau coi như là bà ngoại bố chồng thì về Bắc. Còn chồng em thì lo cho mẹ chồng, còn em thì lo cho mẹ ruột, có nghĩa là hai vợ chồng cùng nhau nắm tay chia đôi ra để dạ vâng. Chị thấy không, như vậy cưới xong là không có hưởng từng trăng mật gì được. Đúng, thời gian đó bọn em không có hưởng tuần trăng mật. Một tuần sau mà, tuần sau rồi. Hồi đó bọn em cưới là thời gian nó khó khăn lắm, bọn em không có hưởng tuần trăng mật. Không có tuần trăng mật luôn. Dạ. Ý trời ơi, tuần sau là vô bệnh viện đó rồi. Rồi có đêm tân hôn không? Dạ, tuần một tuần sau thì mới có. À, sau một tuần thì mới có. Nhiều chuyện buồn xảy ra quá. Dạ. Cái đêm tân hôn chắc cũng buồn lắm đúng không? Dạ. Hay vui? Mình cũng gọi là nó cũng có cảm xúc bồi hồi hộp anh. Thôi thì mọi chuyện nó cũng qua lắng xuống rồi thì nói chung là gọi là những cái thử thách đưa ra cho mình vượt qua hết rồi thì nói chung là nó cũng có vấn đề, em cảm thấy nó vui vui trong lòng ấy. Tấn hơn. Nhưng mà cái vụ mà quay bị á, bác sĩ nói không có con nhưng mà cuối cùng thì như thế nào? Có con dạ, không? Thì đó là chỉ ảnh hưởng cho đàn ông thôi. À. Phụ nữ mình nó không có vấn đề gì, có nghĩa là chỉ phần trăm nhỏ. Lo thì khi cưới được một tháng hơn một tháng thì cái lúc đó là em cũng về em chăm mẹ em. Chăm mẹ thì cái lúc đó thì mãi sau đến một tuần em cảm giác trong người nó kiểu như là khó chịu, về nhà ai buồn ngủ rồi ăn uống mùi khó khăn lắm. Ai cũng bảo có bầu nhưng mà thật sự em không có tin. Ra hàng xóm người ta nói là hay có bầu rồi. Em nói là làm gì có, làm gì có ngủ với nhau đâu mà có. Nói thẳng vậy luôn á. Thế xong đến khi có bầu thì em thử ba que thử thai luôn. Không tin. Không tin là trong mắt mình có bầu. Thử thai mà thấy hai vạch mà không hai vạch mà đến thử ba hôm liền mà không tin. Không tin. Tại vì có một đêm tân hôn thôi đó là dính liền luôn. Phải không? Dạ. Có một đêm một mà dính liền. Thì cũng chỉ trong vòng mấy ngày thôi đó. Tại vì sau đó là phải khỏi đi bệnh, khỏi bệnh đó. Đi lo bệnh. Rồi sao? Rồi tự nhiên thì cũng thử thì đi khám một tuần sau thì khám là thai được 2-3 tuần gì rồi. Thì vui tự nhiên thấy mừng vui. Thì bắt đầu cuộc sống nó lắng xuống. Đến Tết đó, đến Tết khi mà leo lên cầu thang thì cũng bị té đâu 9 bậc ạ. Trời đất ơi. 9 bậc tập. Có ảnh hưởng không? Gì không em? Thì cũng nằm như con tôm vậy thôi. Vậy là không ảnh hưởng cho tới em bé hết. Vâng. À vậy là bây giờ làm sao rồi? Bây giờ là cháu. Giờ cháu là được 7 tuổi. Ủa một cháu trai 7 tuổi. Ủa rồi ôi hai đứa rồi. Mà cháu gái thì nay được 4 tuổi rồi. Trời ơi, thế lúc nào là bớt xui nè? Dạ, bắt đầu là bắt đầu là thấy là em nghĩ là chắc sanh thằng em bé. Nó bắt đầu em bé trai đầu ấy. Thời gian nó hết hoàn toàn. Ê bạn đó chắc là hiếu động lắm đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nó hiếu động. Giống bố lắm, y chang bố. Đó bởi vì nghe hồi nãy em kể cái đoạn mà em bị quay bị á, em khóc ràng rủa nước mắt. Anh tưởng đâu là ảnh hưởng đó chị. Ảnh hưởng mà không dạ. Sanh được. Cuối cùng. À về bây giờ đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi rồi. Vợ chồng thì vẫn phơi phới thế này đây. Rồi bây giờ tới chuyện vui đi. Dạ. Qua cơn bị cực tới thời thế này. Đúng rồi. Đó. Tật bây giờ xấu kể đó, đến chuyện tật xấu đi. Đó. Dạ. Anh ấy có tật xấu không em? À, nhiều không? Chồng em thì không có rượu, không bia, không thuốc. Nói chung là đối với người một người đàn ông 100% nhưng mà chồng con được 80%. Còn 20% xấu kia là cái gì nè? Chồng con chỉ nghiện game thôi. À mê game. Hơi game nhưng bây giờ hết rồi. Bây giờ chỉ còn là mấy phần trăm đó thôi, chơi điện thoại thôi. Chỉ là trước đây rồi, còn bây giờ là đâu có xấu nữa. Còn bây giờ sao? Bây giờ thì nói chung là cũng không có gì tật gì xấu nhiều. Có nóng tính không? Có hay la vợ không? Có làm biếng không? Hơi làm biếng một xíu. Hơi làm biếng. Dạ. Tức là lúc mang bầu là chắc có lẽ là chơi game mà quên vợ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi nhưng mà bây giờ hết là ok. Rồi bây giờ có gì nữa không? Dạ, tật xấu của vợ em thì nhiều khi là ngang ấy anh. Hơi ngang. Bây giờ thấy em đúng không? Rồi xấu của vợ em. Ngang ngược. Hơi ngang xíu. Nói chung là chuyện gì sai cô cũng có ý để nặng nhưng mà để thời gian yên nặng nó em cứ cảm thấy bức tường nó bị cứ bị vây lại khó chịu, nó không tâm sự được với ai bực lắm, cho nên lúc nào em phải kiếm cách mà làm lành với cô ấy không à. Chứ để một mình khó chịu lắm. Lúc nào cũng có chuyện bé xé ra một chuyện to. Xong rồi là tự cho là mình là người đúng. Dạ, xong rồi giận hờn,
xong rồi tự bắt em phải làm quen lại đúng không? Vâng. Vậy là hơi có tính nít á. Vâng. Tính con nít. Thời gian mà yêu nhau ấy, chỉ là một người bạn ấy, người ta đồng cảm, người ta gọi em ra khu công nghiệp, hai người nói chuyện với nhau, thế mà về ghen kể với mẹ luôn. Ồ, vậy à, là ghen hả? Vâng. Wow. Bạn cùng phòng đó. Ghen dữ không? Ghen dữ không? Người cũng cùng quê gốc Hưng Yên ấy mà, nhưng mà chơi với bạn này từ nhỏ, bạn không tin tưởng mà bạn ấy ghen này cũng giữ, nói chung là về 3-4 ngày không nói chuyện luôn á. Nhưng mà đó là chuyện hồi trước đây rồi. Thì đó. Còn bây giờ thì cổ có ghen không? Bây giờ thì không còn ghen nữa rồi. Bây ok. Giờ... Và... Bây giờ tật xấu là gì nữa nè? À, bây giờ chỉ chăm là... con tốt không? Có bừa bộn không? Chăm con thì bây giờ chỉ nhờ hết cho bà nội rồi. Vợ chồng em thì đi buôn bán ở xa. Chờ vợ em thì cũng có cái quán nhỏ nhỏ, còn đâu em thì chạy trên đường suốt à. Mà còn đâu con cái gửi hết cho bà nội hết, bà nội chăm từ A đến Z hết. Rồi tính ra tật xấu của hai em cũng ít trong mấy nhiều. Bà nội năm nay là nhiêu tuổi rồi? Chắc bằng chị Hồng Vân á. Sinh năm 65. Tuổi gì tị này? Ất tị 65 đúng rồi, tị là hơn chị mẹ tuổi. Mẹ chồng con á, mẹ chồng em vẫn hay nhắc nên chị Hồng Vân là không, chị Hồng Vân chỉ bằng tuổi mẹ. Như vậy thì trông cho trông cháu tốt. Vẫn còn tốt lắm. Nói chung là mẹ chồng em á thì vẫn còn khỏe. Dạ, bà vẫn còn rất là khỏe luôn, chăm cháu rồi này kia rất tốt. Thôi như vậy là khỏe rồi, là vui rồi. Thế bây giờ em mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn anh á là chăm con nhiều hơn, có nghĩa là em đi làm á ở dưới Nhân Trạch á thì xa, cho nên muốn anh chơi với con nhiều hơn. Bớt chơi điện thoại lại, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Còn em muốn vợ thay đổi điều gì? Có chuyện thì mà đáng bỏ là 10, yêu nhau đáng bỏ là 10 thì cũng phải bỏ qua. Thì biết là đoạn đường phía trước là dài thôi, thì nắm tay nhau vượt qua thử thách mọi phía trước. À là mong muốn vợ vậy đó. Vâng. Thôi thế cặp này thì không có cái gì để mà phải lo lắng nữa. Hồi nãy em nói đó, mong muốn là nắm tay nhau đi hết cuộc đời hết. Bây giờ đưa tay ra đi. Đúng rồi. Đi. Rồi. Ok, chúc các em cứ nắm tay như thế này đi đến hết cuộc đời. Dạ. Nha. Em cảm ơn chị. Chúng ta sẽ